Bài thơ Lời bé của tác giả Nguyễn Văn Bình. Mẹ đi trực vắng nhà, như vắng hơn một nửa. Bếp thất thường đỏ lửa, đường ra chợ thêm xa. Mẹ đi trực vắng nhà, cơm chỉ thường một món. Mèo con cũng kêu chán, tròn xoe mắt meo meo. Mẹ đi trực mang theo tiếng ồn ào la hét. Vắng một ngày mới biết, tiếng ồn ào cũng vui. Mẹ đi trực vắng nhà, như thiếu hơn một nửa. Dáng mẹ về trước cửa, bà mừng vui hơn con. Các con hãy lắng nghe và đọc cùng với cô một lần nữa nhé. Bài thơ Lời bé của tác giả Nguyễn Văn Bình. Mẹ đi trực vắng nhà, như vắng hơn một nửa. Bếp thất thường đỏ lửa, đường ra chợ thêm xa. Mẹ đi trực vắng nhà, cơm chỉ thường một món. Mèo con cũng kêu chán, tròn xoe mắt meo meo. Mẹ đi trực mang theo tiếng ồn ào la hét. Vắng một ngày mới biết, tiếng ồn ào cũng vui. Mẹ đi trực vắng nhà, như thiếu hơn một nửa. Dáng mẹ về trước cửa, bà mừng vui hơn con. Cô và các con vừa học bài thơ gì? Trong bài thơ Lời bé của tác giả Nguyễn Văn Bính, khi mẹ đi vắng thì mọi thứ thay đổi ra sao? Đúng rồi, khi mẹ đi vắng thì bếp thất thường đỏ lửa, cơm chỉ thường một món, vắng đi tiếng ồn ào, thì bạn nhận ra hàng ngày có tiếng ồn ào cũng vui. Bạn nhỏ trong bài thơ rất yêu mẹ của mình đấy.